Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Undermoss 9. Và ngày hôm nay chúng ta lại có một bản cập nhật mới ha. Bản cập nhật mới fix cái vụ mà sọt tin bất ổn rồi. Đâu kiểm tra coi. Ta nói sọt tin bất ổn. À nhanh hơn rồi nè. Ok. Đâu đâu xếp lại coi xếp lại. Phát nở rồi, phát nở rồi. Vui quá. Rồi, hết có cái chuyện mà sọt tin bất ổn rồi. Thấy không, tại do bé Thiên chơi á, cho nên người ta lo người ta làm lại liền. Để trải nghiệm chúng ta được tốt nhất ha. Hello, hello. Vậy mới được, hàng ơi, cái gì mà sọt vô một phát á hả? Không biết là crash hay là gì luôn á. À gì vậy, gì vậy? Ok, mừng quá chừng mừng luôn chứ gì nữa. Cái máy nâng cấp lên coi. Máy này nâng cấp lên. Cần phải có Basic Control Circuit, Osmium. Osmium 24 rồi. 32. 32 Osmium. Thấy không? Trong lần trước chúng ta bị một lần. Người ta lo người ta làm lại liền. Vậy mới gọi là hả, người có tâm nhé. Đúng không? Rồi và ngày hôm nay thì chuẩn bị cái cây này đi tìm mending ha. Chắc phải tìm mending để sửa cái cây đó lại. Có cái gì repair không? Life mending. Cái đồ này nó không có xài được cho món này. Nó không hiểu. Phải chuyển cây kiếm thành cây kiếm của bên Silent Gear á. Nhưng mà chuyển như vậy thì nó không ý nghĩa gì đối với những cái cường quá đang có ở đây. Armor Pier 10 HKM xịn quá chừng. Vậy thì chỉ có XP Obelisk nè. Nó có cái món XP Obelisk. Cái gì? Nhìn nhỏ xíu hả? What? XP Obelisk. Nhỏ xíu. Experience Crystal. Pneumatic. Bây giờ chúng ta có gì kháng lửa không? Fire resistant. Có salamander ai? Căng. Cái gì tạm thời cho kháng lửa? Cleansing. Ignite. Vậy là quả bệnh không có luôn. Diorum. Chỉ có xài diorum thôi. Khoan. Diorum, diorum.
DRAM không bỏ vô trong hopper được. Chỉ có chồng tự nhiên thôi. Căng thẳng. Hết chỗ. Kiếm cái gì đó đâm ra hết mới được. Giờ không có chỗ sao chơi. Revention of Fallen, Revention of Darkness. À, cầm theo mớ này đi. Vậy thôi. Rosmium. Nhiều thứ quá. Teleport to respawn point. Không cần thiết. Nhà này có cái cửa. Mà cửa đó không phải là cửa Nether. Chúng ta để cái cửa Nether ở đâu cho nó vui vui một chút. Bedrock kìa. Ghê chưa? Suy nghĩ. Rồi, hiểu rồi. Muốn qua Nether thì đi hơi xa một chút. Tại vì làm đẹp thôi chứ không gì hết. Vấn đề là đẹp ha. Đẹp trước tính sau. Cái gì vậy? What? Ring of Invisibility. Nhẫn tàn hình. Ở đây vui vậy thôi á. Khai sáng. Nhẫn tàn hình. Có nhẫn đeo là vui hả cái gì? Chỗ mình nói làm đẹp á là cái khu ngoài này nè. Có thể là mình sẽ cần phải đánh chỗ này trước xong mình kiếm chỗ này ở luôn. Thì thôi. Vô hỏi thăm sức khỏe. Đó cái gì lấy được là lấy rồi.
Ui, Vindicator luôn. Mình dữ vậy. Từ từ từ. Poison work ring, poison immunity. Ok. Back turn. Đang cần luôn. Poison immunity, kháng độc. Miễn nhiễm với độc, chứ phải kháng. Dịch cho đúng. Ồ, gì vậy, gì vậy? Bình tĩnh. À, kho. Reviper. Holy rune. Cái vậy? À, Evoker. Cái gì vậy? Cục gì đè tôi kì? Cục gì vậy? Cục gì vậy? Coi chừng nó nổ, coi chừng nó nổ. Cái khiên, cái khiên, cái khiên. Nó tạo cái khiên kìa. Bự khổng lồ luôn. Ủa mà nó đi chưa? Đi rồi ha. Đi xuống dưới hay sao à? Bể rồi. Đi xuống dưới thì nó đâu còn sống được đâu. God Horn. Phần thưởng. God Horn Ponder. True Sight. Đây là Arc Evoker. Mystical D Enlightenment. Cái này chúng ta có thể split được nè. Split được luôn. Ricochet. Swing shot. Mining speed. Evocation rune. À, cỡ này đờ đến đây là bao đẹp luôn á. Vô. Cái cửa phải là số lẻ rồi. Không có đem đủ obsidian. Ah.
nâng cấp lên thôi. Rồi bỏ vô. À, bây giờ lấy thêm obsidian 2 cục. Ồ, không có bác lại hả? À, có hôm nhưng không bác. Rồi, tới công chuyện luôn, cái tàu đâu? Tới lui hơi cực thì chịu thôi. Tại vì chỗ này sau này chúng ta sẽ chuyển qua đây ở luôn á. Không có bệnh nữa. Ồ, 14 luôn kìa. Postic, Lidden, Stucken. Chuyển qua đây ở ha. Còn cái đường chưa đi nè. Gì vậy? Có chỗ này nữa. Vô dạy quy tắc của yêu lịch chơi. Giờ phải hardcore nó mới chịu. Tinh xét rồi đi ngủ cái coi. Chưa được. Rồi vô nha. Thì gì đang chờ đón chúng ta ở bệnh. Nether Orc. Wow. Crimson. Sunfur. Tin. Port. Bỏ. Thật lớn. Crimson. Emerald.
Benny Toy. Benny Toy. Có cần Benny Toy không? Hiện tại hình như chưa cần Benny Toy. Ocean. Ui. Oria. Không phải. Nether Court. Ok. Tâu sen. Quan sát. Có gì đây nè? Ta đâu rồi? Ta đây nè. Có gì bên đây nữa nè? Dòng ngược lại. Oh no. Đang căng con mắt ra mà coi. Cái này Strength, Efficiency, Purity. Deep Resonance là một bản mod cũng khá lâu rồi thì nó mới xuất hiện lại. Đây là Benny Toy. Deep Resonance là sử dụng cái cục này nè để về làm năng lượng cũng hay lắm. Gas. Oh no, gas đâu vậy? Nó không phải sâu sen. Sâu sen thì phải. Ai dữ. Ok, tàu sen. Mấy con nó dai ghê luôn. Oria. Free A.
Nether Fortress. Không thấy. Ta đang đầu. Ủa sao mình đang tuốt bên đây luôn rồi. Phải đi ngược lại. Phải đi về bên đó. Oh yeah luôn. Yo. Bùm. Dẫn mặt. Return to sender. Gas tier. Ok. Magma block. Bây giờ phải đi tìm tòa thành. Không có dấu hiệu của tòa thành nó gần xung quanh đây. Vui vậy. Cơ. Như làm hơi khó. Netherite nữa. Thua. Netherfish. Nhiều chuyện. Ôi. Dai ghê luôn á. Mắc mặt khắp. Gì vậy? Ok. Nữa. Đâu, đâu, đâu. Awaken nearby. Không biết ở đâu luôn. Solium. Không dễ luôn. Giờ phải leo lên trển lại. Em mới nhảy xuống rồi.
Hả? Còn nó bám trên tường trần nữa kìa. Có vụ đó nữa. Thú vị, thú vị. Ấy trúng luôn. À còn con nữa. Căng à. Tôi mới leo lên xong. Mới leo lên xong luôn. Prosperity Plutopass. Con đó rất có thể là, nếu mà được là Wither Skeleton thì ok ha. Chúng ta sẽ đỡ vất vả đi tìm tòa thành. Rồi, khả năng cao là không phải. Ông nào xuất hiện nữa vậy? Thì nó không thèm theo luôn. Gờ. Wow. Thông minh vậy. Thông minh ghê luôn. Không thèm chạy lại luôn. Ok, listing được rồi đó. Project Time Protection File.
thông minh quá. Bây giờ tìm đường bên kia hả? Tìm đường về chứ gì đâu. Nữa thì căng mà sao nó không có thông báo vị trí của con boss, nó chỉ thông báo là có boss thôi. Giờ từ đây đi qua bển đi đường nào, không có đường nữa chứ. Có đường thì ta đào con đường. Căng vậy, căng vậy. Linh nó không làm gì mình hết. Ok, con đó con gì vậy ta, con heo hả? Ồ con heo. Ồ mạnh rồi nha. Ở nó hút hết mấy con xung quanh này kìa. Ghê thiệt. Rồi vô đi săn heo. Trời, bị heo dí, bị heo dí. Biết đánh luôn. Blitzing cấp độ 4. Ờ không giữ được Blitzing rồi. Blitzing cấp độ 2. Giật gái. Lên đường. Nãy đẩy được Blitzing cấp độ 4 luôn. Quá đã. Nữa hả? Ui da.
Mr. William. Bubble. Hello. Nghe tiếng quỷ lửa. Ở hướng bên đây. Oh. Hey. Nước này là cái gì đây? Thình thôi chứ không có gì hết. Rồi mang về luôn. Ở đây là bao có boss luôn, đi đâu cũng thấy hết trơn hết á. Chỗ nào cũng thấy hết. Đông mà. À, lấy cái này về nhà farm luôn ha. Play spawner. Giờ còn thiếu Wither Skeleton. Ví dụ như nó có chịu hồi boss á, mà nó chịu hồi Wither Skeleton luôn á, là tới luôn công chuyện. Khỏe. Chúng ta đi lên phía trên. Chắc nằm bên kia quá. Dưới coi thử coi. Album. Đâu rồi? Không, không được. À, nó không có easy pickling này. Ok. Nó chỉ có easy villager thôi. Khu rừng đỏ hả? Căng vậy. Này là tương cà. Bây giờ đi kiếm cái chỗ công trình gì đó. Hiện hoài. Thank you.
Terracotta. Rồi bây giờ để coi nha. Dispenser rác tiêu ở trọng nữa. Thuốc đằng sau luôn. Thuốc về luôn, không được. Từ từ. Làm gì không? Nhiều thứ quá vậy. Raspberry, ok. Mấy cái còn lại không cần thiết lắm. Cái này thì chưa biết. Làm hết hồn mấy đứa. Để trước mắt là cứ chơi thôi. Nó làm gì vậy? Có con nào? Con heo. Con heo lại xuất hiện. Và con heo lại tấn công. Cho nên con heo đó là thành mục tiêu của mấy con khác. Zombie pick, zombie fire picklin nè. Lego Eater. Kêu nghe ghê không? Giống như mình đang đánh tụi nó vậy đó. Ừ. Sai. Quad Forest Enderman. Con nó có rớt gì không ta? Wild Forest cũng đông. Rồi, kinh nghiệm một đống. Cho con heo nãy á. Hết
Giấu rồi. Ê, cái gì vậy? Blacklist liền. Nữa hả? Ngoài. With a skeleton, with a skeleton. With a skeleton. Bắn cung. Ông ơi. Bắn cung. Rồi xong. Xong 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 xong. Mẫu rồi đó, mẫu rồi. Rồi đập nó, đập nó. Đúng rồi. Ê, bắn chết luôn rồi. Trốn 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 trốn. Trốn trốn. Ô ô vô mấy đứa, đúng rồi, đập nó. Dẫn mặt hả? Xong lắm. Phải biết tận dụng chứ. Đó, nó bu về kìa. Sao chịu nổi em ơi. Có ngon thì chơi hết đạn nó luôn đi. Cho nó bleeding cái. Rồi xong. Mấy con kia đánh nhiều khi mình không có đồ nha. À ha, có nè. Câu fragment. Ngon lành. Yeah. Dẫn mặt. Đó, thấy không? Thấy không? Thấy tiệt chiêu chưa? Đánh không lại thì sao? Kéo hội khác ra đánh. Cho nó đi gây sự. Rồi, chuyến này đi là ok rồi đó. Đã có được những thứ cần thiết. Có cái này về muốn nâng cấp nè. Đồ Silent Gear cấp độ cao hơn. Vậy thôi. Crimson. Nếu mà quẩn á, là còn ngồi gọi là gì ta? Raiden. Xong rồi Starlight. Để làm đồ SSS. Đồ mà ba chữ S luôn á. Căng lắm á, cái đồ lâu lắm. Đi về được rồi đó. Nữa hả? Wither Skeleton. Ok luôn. Cùng tiếp. Rồi, dẫn mặt hả? Tào nó anh em ơi. À, nó rớt xuống dưới luôn rồi, nó chưa xi nhê gì đâu. Đánh nó còn bị dính hiệu ứng nữa, thiệt tình. Đồ gì đây? Cái gì bỏ được đây? Platinum, Silver, Osmium.
Soderlai. Tắc tắc. Thôi đi về đi. Đủ rồi. Phần chơi này bắt các bạn phải xài hết tất cả các mod người ta cung cấp. Nữa. Mò ra SSS căng. Căng thì mới phải mò chứ. Phải trading nhiều vô, nhưng mà vấn đề là phải đưa vô làm hơi nhiều á. Chứ không đơn giản mà có SSS đâu. Căng vậy. Rủi hết rồi. Cái rủi. Vận đồ Glowstone. Nè. Nó là Glowstone. Có chứa một vấn đề nữa rồi đây. Bây giờ không xài NEI nữa rồi. Giờ đang xài là JEI. Rồi thôi, chúng ta ngon lành rồi. Chiến này là ngon luôn. Có 3 con. Có play spawner nữa. Tuyệt vời. Chọn đồ thôi. Cái này là nether gấu ọt. Nether gấu ọt bỏ vô đây. Nhân lên. Cái này nữa, nếu mà muốn làm mà nhân lên nữa đó là phải Crusher Spirit nhân lên tiếp. Đang suy nghĩ coi làm Barrel tiếp. Barrel. Ok. Ủa gì kỳ vậy? Iron Ox Barrel. Thiếu Iron. Ngủ. Có chỗ rồi đó. Nhiều đồ mà. Giờ làm gold barrel luôn cũng được nữa. Cái nón cũng ngon nè.
Ngon thì ngon nhưng mà cũng đưa vô chổng luôn à. Bỏ vô. Cái chết rồi. Dọn dẹp lại trước cái. Cái đó để dành coi một cái nha. Từ từ rồi chúng ta sẽ tách ra luôn. Power Wounding Speed cộng 3. 3 gì 3 giây chứ. Raw Speed 75%. Arrow Damage, Arrow Velocity. Cái nào cũng thấy nó xịn hết trơn hết á. Upgrade magnet nữa. Ồ, công thức thay đổi ta. Hình như mấy bữa trước đâu có cái này đâu. Ồ, công thức thay đổi. Mới giờ từ Nether về đang dọn dẹp ha. Chúng ta đưa đồ vô. Bữa nay là có cập nhật mới. Vô là thấy có sự thay đổi về công thức. Vui quá chừng vui luôn. Mấy cái này không có cần thiết. Thank you.
Các bạn có thể đăng ký thành viên ở tại bên Bé Long á, Cầu Lâm TV á, để có thể đề xuất chơi game theo cầu ha, với thành viên vàng. Ta đã có sâu sen rồi đó. Chuẩn bị làm những công thức của Nether. Này là một chuyến đi để lấy đồ mà. Đi lấy đồ về sử dụng. Mũi tên đâu hết rồi. Chúng ta có thể tự farm được quỷ lửa rồi. Tông khỏe. Trong thời gian chờ đợi cho nó luôn. Cây này cũng trồng được. Lấy gỗ. Full rod. Flexible. Lâu quá không có xài. Nhớ là Silent Gear. Ở đây là không biết có đồ của bản mod khác không ha. Nếu mà không rõ đồ của bản mod khác thì xài đồ của Silent Gear mặc định. Là phải nhắm tới những cái cao nhất. Cái này phải qua The End. Azure Silver. The End. Giờ mình xài Crimson Iron Orc. Blaze Gold chứ. Blaze Gold. Hình như là Blaze Gold. Tại lâu rồi không có xài cái này. Đúng rồi, Blaze Gold. Phải làm cái Grader nữa. Bỏ vô thẩm định. Grading. Thẩm định cái đồ này là đồ gì. Xong rồi làm Starlight. Để ban đêm. Nhìn nó giống. Rồi đi ngủ, đi ngủ. Cứ ngủ đâu. What? Gì vậy? Bếp bên bác rồi. Có bỏ lại đâu rồi không? Vậy? Đây nè. Còn bên đây.
Chưa set up cái pump nữa. 5 cây. Ender tăng. 8 cây lần. Mớp rên dù thiêu. Gì à? Tháo ra xong bỏ chển lại. Như không. Còn một cái. Tốt tin cả. Đổi tên không? Để sau này hả, chúng ta có coi á thì nó cũng sẽ dễ. Ủa? Trời, dân làng vô đâu rồi? Không biết để đâu luôn. Bữa còn mấy ông nữa mà. Bữa đã có Endless Quiver rồi. Nhưng mà ở đâu rồi? Gì vậy ta? Ủa? Chân làng bữa bó đâu? Có ông dân làng Splitting thì phải. Chắc chắn là không phải ở đây. Trong này không có. Chỉ có vòng vòng xung quanh đây thôi. Trên lầu không có luôn. Không có. Ờ vậy là không thấy luôn ta. Để chốt điêu một cái.
Fortune. Fortune. Căng thẳng. Trong các anh farm đâu có đâu. Dân làng cất trong làng là đã đem qua đây rồi luôn. Cũng không có trong Iron Farm luôn. À nhớ rồi. Đây nè. Ông này nè. Bích tinh. Một ông. Rồi một người bên này nữa. Rồi xong mất nghề. Thất nghiệp. Để thôi không sao. Chúng ta tận dụng thôi chứ không gì hết. Nhớ rồi, tận dụng mấy ông dân làng có sẵn, mấy người dân làng có sẵn chứ. Rồi cái này xử lý sao cũng được. Đây sẵn đây mình coi thôi. Im miệng luôn cho rồi. Kêu hoài. Rồi bây giờ Wanader xong rồi. Giờ muốn nâng cấp đồ này lên nâng cấp được luôn. Chưa cần nâng cấp. Chúng ta cũng đủ cứng cáp. Nhưng mà chưa có cây kiếm. Đang cần mending sửa chữa ha. Không có cái gì repair chân. Kiếm này nó mạnh quá. Kiếm này nó mạnh. 10 hack damage thêm armor peer nữa. Cold damage cộng 2 nữa. Rồi cho nó quyết nợ thêm phát nữa. Xịn quá chừng. Thôi chắc đi tìm Mendin đi. Cố gắng Mendin. Ôi quên. Ẩu. Biết gì không? Alloy smelter đâu. Có đồ xịn luôn rồi. Tại sao không xài Polarium. Cảnh Mending đây nè. XP rod làm 2 cây. Làm XP obelisk. Soul chain. Solarium. Hot dust. Nether cord. Hot dust. Khó vậy. Phải làm xác mew. Bắt buộc phải có xác mew. Solarium.
hai cục với một cục này. Ok. Cut on, close on. Làm nhanh cái đó đi. XP Obelix không cần cũng được. Căng vậy. Đầu sen. Xong rồi đó. Ta sẽ có XP Rod. Bao nhiêu cấp? 21 cấp. Lapis 15. Feather. Lông gà. Limending là hồi phục bằng cái regeneration. Nếu bạn có regeneration thì bạn sử dụng tốt hơn. Còn bây giờ mình chưa có xài regeneration, cho nên nó lấy cũng như không thôi. Chứ có nói nó không tốt đâu. Nó tùy theo lúc. Rồi bây giờ 24 cấp, chúng ta cần phải có lông gà. Con gà đâu? Mendin. Không cho lông gà rồi. Rồi có rồi đó. 21 gà tuyệt chủng khỏi khu này luôn. Chết luôn. Rồi, vô, Mendin. Cái sách này có cách dị nhân nữa không? Không. Chiu chiu, ngược rồi. Ok. Rồi, để coi coi sửa bằng cái này được không nha. Rồi, coi bộ nó không ra rồi đó. 27 vẫn là 27. Nếu vậy thì chúng ta sẽ cần phải... Nó vô đây thì nó chuyển thành này hết rồi. Offset SP Tab. Ép vô một cái sửa. Bỏ cái gì vô Silent Gear.
Cái kiếm này đâu phải Silent Gear đâu. Chuẩn bị sửa đồ. Hello. Rồi bây giờ ta cần quý lửa. Chúng ta cần thiết lập một chỗ để sản xuất điện lửa. Cần bơm lava về. Đi xuống dưới đó. Quay lại bên Nether. Tập tâm quỷ lửa nữa. Ender tăng. Nó này có nhiều thứ lắm. Bởi vì nó có quá nhiều thứ cho nên nó cái gì nó cũng hot hết á. Có gì đặc biệt thì khỏi lấy thì thôi. Ôi ôi ôi. Gì vậy? Căng thẳng. Tôi vừa mới qua thôi đó. Đây nè, đây nè. Láo láo láo. Bắn cái nữa rồi. Ôi xem nó trúng ngon thiết liền rồi. Rồi 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 tới luôn, tới luôn. Ui da. Mặt. Ok.
Skeleton hay con gì vậy? Không, không sao, không sao. Kiếm đường khác đi xuống rồi. Cái play rod đâu rồi? Nhà có 5 cây. Đây nó lại phải làm cái looting gắn vô. Không có gắn cái looting vô chém ra gì chân. Gì đây? Zombie fire piglin. Fire resistant clone chăm giọt. Hỏi lút tinh luôn. 3 cây là đủ. Nhà có 1 cây sẵn rồi. Mình mới đặt ra mà mình đặt ra để mình lấy con gì nữa đây, sao lại không có clone để biết nó nằm đâu, lạ ghê luôn. Gì đây? Play instruction manual, epic spellbook, fire spell lot. Ok chưa? Chuẩn phép. Rồi. Ender tăng. Khoan. Một cái cột bên nhà mấy ông dân làng, một cái cột bên ngoài của mình, một cái cột nữa ở đâu? Chúng ta chỉ mới cắm hai cái cột mà thôi. Một cái cột nữa ở đâu ta? Hình như mất một cột. Không, mấy cái cột đó cắm ở đây rồi. Cột ông nhân làng, cột ngoài kia, đúng rồi. À, không, không có mất, không có mất. Báo cái gì vậy?
Block of Iron. Copy Ball. Thì nãy nhà bấm luôn rồi. Ê tình. À đây còn một cột cái gì nhớ còn một cột mà. Chúng ta cắm cái này bên nether. Lát nữa dịch chuyển qua cho nó nhanh. Rồi đi gắn cái pump. Con gì vậy? Rắn. Đâu ra hai cái ăn cướp xuất hiện lại. Ở đâu? What? Căng thẳng. Madame Ika nè. Good. Madame Ika. Ta sẽ có thêm phần trăm nhận được cái chìa khóa mà có thể bay thẳng đến cái chỗ bị xỉu ha. 80%. Nâng nữa là 90%. Knowledge update level 7. Đây là knowledge update level 6 rồi vậy. Làm gì căng thẳng nghe cưng. Đây là cái khiên bình thường. Ồ, cái khiên xịn hơn chút. Blocking Inflict Wither Bleeding. Đồ giỡn. Blocking dữ vậy. Priority Defense luôn. Siêu bad nữa.
Đã luôn. Khoan, xô đâu? Xô đâu? Cái xô đâu? Đi mà quên đem cái xô là sao? Không có cái xô nào hết sao? Múc lava kích này lên nữa. Cooldown xô bao. Rồi lại đi về. Hết tình. Cooldown 22 phút. Rồi chúng ta xài cái cột đi. Anh có làm cái cột đó. Có cái xô kích lên cái nó bơm lên đưa vô châm bồ tăng mà đưa vô nhà cũng được nữa. Ok, xô đâu, xô đâu? Kratos. Đâu đây? Lava đâu? Phải múc mấy xô luôn đi. Như quên một cái nữa là cái level. Thiệt tình. Rồi, nó không cần level, đỡ quá. Empty. Trong một chân không chuyển qua nữa. Ông ơi, không chuyển qua nữa. Nó tự động đẩy qua đây nhưng mà nó không có hiểu nên nó chuyển vô cái tăng. Đi về, đi về, đi về. Hút đi một cái là tự động lắp đầy. Cái bơm này xịn lắm. Xịn thì có xịn, nhưng vẫn cần phải có chúng ta giải quyết một vài công chuyện nữa nó mới hiểu. Bền dữ. Cung đao 30 phút nữa. Pressure.
Mechanism. Đơn giản thì xài mechanism. Cái ống basic hit logic pressure gas mechanical pipe đây. Fuel alloy. Cũng không cần phải nâng lên nữa, tại vì nó cũng không có yêu cầu nhiều. Iron đúng rồi. Làm pie cũng được, nhưng mình muốn chơi cho nó xịn luôn ha. Để hả, khi mà mình rút đi á, cho thật nhanh chứ không gì hết. Cái này còn lên nữa được nè, nhưng mà thôi từ từ đi, vô đây trước đủ xài rồi. Đủ xài, đủ xài. Kỳ vậy? Khoan. Nó không ra ta. Đây nó đã vô ống rồi nè. Chứng tỏ là nó đã bơm xong. Lại nữa. Nó đã bơm xong. Nhưng mà nó lại không có đường ra. Kỳ vậy ta. Nó không chạy vô nè, thấy không? Optic Fluid 15. Đâu đi về thử coi. Cách nữa. Không thấy. Leo lên nó thấy liền à. Ui, hát lên luôn. Gì mà cần nhuộm màu. Không cần. Nó đang là ba màu trắng trắng trắng. Đâu có cần phải làm màu lại đâu. Nè, Ender tăng này đang là cốt rồi. Không không không. Fluid lava kìa, thấy rồi kìa. Nè, thấy rồi đó. Không thể hiện thôi chứ thấy rồi kìa. Rồi đi về làm cái configurator. Giật cái đầu nó ra thôi. Thấy rồi, sao mà không chạy được. Trời, hơi lạ luôn á, nếu mà không chạy. Rồi lát nữa chúng ta coi thử có phần thưởng không. Hỏi cần làm cái config. Mechanism. Không cho luôn. Cái gì? Configurator đâu? Yêu cầu phải làm. Làm thì làm thôi. Muốn làm thì làm.
con trai. Thiếu một cục. Đó, xong rồi đó. Cái gì? Configurator nè ông ơi. Chị thách cho tôi coi. Còn thiếu cái này nè, tôi bực mình ghê không? Generator. Máy đâu đâu có xài đâu, bắt buộc phải làm. Chỉ như cái này có phần thưởng vui thôi chứ. Rồi, your first gì này nọ. Ok. Hả? Đâu có cái dấu đâu. Unlock dependency. Dependency là cái nào trước? Các energy tháp lịch quá. Một đống luôn. Đó, vô rồi nè. Vô tiếp phát nữa nè. Ok. Tiếng đây nè. Ngon lành. Pháo quà. Pháo quà lên. Nether Corp. Nether Corp. Bây giờ xài Fortune. Phải xài Fortune thôi. Ta có Fortune. Fortune bao nhiêu đây? 32 được Fortune 3. 32. Hả? 32 nhiều quá vậy. Ta sẽ đổi qua nơi khác. Nhưng mà trước khi đó cần phải có một vài thứ khởi động chạy lên trước. À, không đủ 32. Thầy muốn nhân đôi thì nhân đôi thôi. Có thể được 4.
Ủa cái đó. Nâng lên ha đần. Ngàn không bao nhiêu thoải mái. Rồi chết rồi, biết gì không, phải đi qua bển lót chân, lót chân, lót cái chân ra. Chạy ok hết rồi đó. Nâng cái đó lên được thì lên tới cấp độ Spirit tịch luôn. 8000 FE per tick. Và ta sẽ rảnh rỗi đi làm chuyện khác tiếp. Điều đó thôi đó. Ow. Bơm hết cái nether này đi rồi tính tiếp ha. Làm sao mà bơm hết được cái nether cũng hay á. Chung bơm tới một thời gian thôi, chúng ta cũng sẽ có khả năng để tạo ra lava luôn rồi. Không thể nào mà hết được. Nhớ vậy. Đâu rồi? Cái cánh hoài. Cái gì đó nó sai sai nha. Lava không tăng. Ok, tháo. Từ từ bình tĩnh. Bốn trăm FE. Năng suất sẽ nhiều hơn. Đi coi lý do. Lót chân nhưng nó không chạy. Bậy. Đo đóng cái dấu đó lên này ta. Đồ rồi. Cơ đi map lâu quá không xài. Quay poi. Quay poi, ủa không có remove. Cái gì vậy?
nó bơm chậm. Như nãy nó chạy nhanh quá cho nên thấy nó chậm. Mà nãy nó ló chân ra rồi mà. Tạo lên thêm rồi cả. Thưởng từ 20 đến 30 cây, kiếm 50 cây này, 50 con play chứ. Này là một được một, mười mấy mới đủ, cho nên cái này không đủ. Thì chúng ta tiếp tục nâng cấp ha. Mắt mà thò. Kìa. Gì đó nó sai sai. Con bất kịch. Phải nằm ở trên cái lava, bơm xong nó mới chịu chạy, còn khi như nó đã bị tắt rồi là phải reset nó lại. Nó cũng hơi dở ở điểm đó.
đang chạy rồi đó, tại vì nó đã bơm về nhà mình. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu có dư lava ra. 100 lava luôn. Acid Energy Cup. Này nâng cấp 3 cái. Nhận phần thưởng cây. Mechanism. Bầm bầm. Quá chừng bấm luôn. Rồi được gì đây? Wow, cũng nhiều đó. Enrich. Em mà không được một cái cục kia. Basic control circuit. Cần thêm nữa, từ từ. Hết điện, hết điện. Hết điện lại. Phải chờ chỗ này chạy xong. Qua bệnh. Đi vô. Điện đâu? Hết vàng. Cái gì tới thời điểm làm cũng hết trơn người ta. Nó chạy từ từ, rề rề, nó nâng cấp mới được, để chịu không nổi. Mechanism. Cái gì vậy? Enrich. Rồi. Ê, sao bỏ vô enrichment? Mình đang coi công thức khác. Thiệt tình.
Và trong phần chơi này, nếu các bạn muốn gọi là nhân khoáng sản lên nhiều á mà sử dụng mechanism á, thì mechanism nhân được bao nhiêu? Nhân được bao nhiêu? Nhưng hình mình như nhớ là nhân 5 là hết cỡ thôi. Nhưng mà không nên ha. Bỏ lộn mấy chứ mechanism. Nắm xài bên này nấu cho nó gọn ta. Luôn á, bên này nấu tốc độ luôn nè. Đây. Osmium. Đúng cái gì? Advance. Giờ chẳng thà mình cố gắng mình đẩy mạnh nó khâu thi dầm mình nhân lên cho nó đã. Có những cái không cần nâng nâng lên điện tăng thêm mà. Chúng ta sẽ còn phải xử lý những công chuyện kế tiếp nữa. Rồi, mỗi một bước là nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện cần phải xử lý lắm. Osmium compressor là tạm thời không xài nữa nè. Có cái bộ discharging nó sẽ phóng điện ra trong cái dòng, khỏi cần xài dây, mấy cái máy được cấp điện hết. Nhớ là vậy. Power để làm thử coi, làm cục đơn giản nhất coi. Trong cái tầm nhỏ run output. Discharging kiểu này là phải làm thêm mấy cái idling car rồi. Hello. Không phải. Chứ gắn gì vô? Battery. Không phải. Discharge nó không có phóng điện ra. Kỳ vậy ta? À, nó sạc đồ hả?
Ôi, thôi, cái đồ này lại cần thêm một cái món đồ khác mới xài được. Dẹp đi. Ông đi ngủ rồi kìa, chúng ta cũng đi ngủ theo luôn. Chưa ngủ được. Rồi, và nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình cũng đã đi một vòng khám phá Nether, cũng như là chúng ta có được máy bơm lava về đây để kích cái bộ máy phát điện của mình ở nhà này lên. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.